Vừa nghỉ hè đã gây ra tội, cậu bé bị ông bố bắt phạt bằng hình thức tẩn tới già. Toàn thật rồi bố em. Mặc dù chỉ mới nghỉ hè ngày thứ hai, thế nhưng một gia đình nọ đã bắt đầu lục đục tình cảm, sức mẻ tình cha con chỉ vì những kiếp nạn mà báo thủ nhí gây ra. Theo đó, một ông bố đã đăng tải đoạn clip than thở rằng chỉ mới nghỉ hè ngày thứ hai, không biết trải qua 3 tháng thì sẽ ra làm sao. Cụ thể, cậu con trai nhỏ tuổi trong lúc ở nhà chơi đùa đã làm vỡ bình rượu quý mà ông bố cất công ngâm suốt 5 năm, còn chưa kịp tiếp bạn nhậu thì quý tử nhà mình đã tiễn nó về với cát bụi. Nhìn hiện trường với bình rượu vỡ tan, nước cốt chảy lên láng đỏ cả sàn nhà, ông bố liền nghĩ ra một hình phạt khiến cậu bé tẩn tới già. Cụ thể đó là bắt cậu bé vớt hết chỗ rượu kia và đổ ngược vào một chiếc bình mới, đến khi nào đầy bình thì mới được phép đứng dậy. Với việc vớt được mỗi lần được vài giọt, cậu bé chắc chắn sẽ mất kiên nhẫn vì không biết khi nào mới dọn xong được chỗ hiện trường này. Từ đó một bài học về tính cẩn thận sẽ được rút ra, khiến cu cậu không bao giờ làm rơi vỡ đồ nữa. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng đã để lại những bình luận góp ý đầy cảm lạnh như sau. Nhà này nhìn qua là biết phong thủy không tốt, trẻ em nghịch quá, khuyên gia chủ nên mua 4 cây roi mây về treo ở 4 góc để trấn yểm ạ. Mua cho nó cái muỗng cà phê ấy bạn ơi, vớt đến sáng mai vẫn không xong luôn. Mới bắt đầu ngày nghỉ thứ hai thôi, các mom còn tận 3 tháng để tận hưởng nhiều kiếp nạn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.